Thưa quý vị, chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, đến thời điểm này, các công ty phân phối, cửa hàng, nhà sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, dụng cụ, đồ dùng học tập để cung ứng cho thị trường. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Từ đầu tháng 6 năm 2024, công ty cổ phần sách thiết bị trường học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đặt 2,7 triệu bản sách giáo khoa các loại để phục vụ cho năm học 2024-2025. Hiện 90% bản sách đã được nhập về, 10% còn lại dự kiến nhập đủ số lượng trước ngày 15 tháng 8 năm 2024. Sách giáo khoa tái bản, chúng tôi đã nhập về đủ 100% kế hoạch cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn các sách chương trình mới năm nay là năm 9-12 thì hiện tại nhập về khoảng 70% và dự kiến là sẽ giao về các trường 100% trước ngày 20 tháng 8. Tiếp sức cho phụ huynh học sinh trước năm học mới, năm nay sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp đều được giảm từ 10 đến 15% giá bán so với năm học trước. Với các loại đồ dùng học tập, nhiều nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm đang tổ chức các chương trình khuyến mãi giảm giá từ 5 đến 50% cho hàng trăm mặt hàng. Bước qua tháng 8, nhà sách chúng tôi thì sẽ có cái chương trình rất là lớn mừng sinh nhật công ty Fahasa, và công ty chúng tôi hướng tới là tri ân cho quý khách hàng. Thì khi khách hàng bước vào nhà sách chúng tôi mua sắm thì khách hàng sẽ có những cái quyền lợi là giảm giá rất là nhiều mặt hàng từ 10 đến 50%. Nhà sách Chân Chi chúng tôi đã có cái chương trình khuyến mãi dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, là sách giáo khoa, dụng cụ sách giáo khoa thì giảm 5%, dụng cụ học sinh giảm 10%, cặp học sinh thì giảm 20%, chương trình áp dụng đến ngày 15 tháng 8. Ngành giáo dục khuyến cáo phụ huynh và học sinh nên đến các nhà sách, cửa hàng có uy tín để mua sách giáo khoa, tránh mua nhầm sách giả, sách lậu.